bám sát nội dung chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngành thuế tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Kết quả đạt được vừa đảm bảo đúng lộ trình chuyển đổi số đã đề ra, vừa mang đến nhiều lợi ích tạo thuận tiện cho người nộp thuế trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Đây là hộ kinh doanh thực phẩm nên có phát sinh giao dịch mua bán hàng ngày. Trước đây, khi chưa có dịch vụ thuế điện tử, việc kê khai thuế đều phải thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian và tốn chi phí. Hiện nay, sau khi được ngành thuế tập huấn hướng dẫn, đơn vị đã chuyển sang áp dụng dịch vụ thuế điện tử với thực tế nhiều tiện lợi. Nếu mà chưa có cái dịch vụ thuế điện tử thì tất cả mình đều phải làm bằng tay, mình làm báo cáo xong rồi mình in ra giấy rồi sau đó mình sẽ đi nộp. Thì trong quá trình nộp mình cũng sẽ tốn cái thời gian để chờ đợi cơ quan thuế hoặc là ngân hàng hoàn thành cái thủ tục xong thì mình mới được về. Còn bây giờ nộp thuế điện tử rất là tiện lợi, gọn nhẹ. Nhiều năm qua, ngành thuế tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh chuyển đổi số, trọng tâm là cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, mang lại tiện ích tối đa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Hiện nay, các giao dịch với cơ quan thuế mà người nộp thuế có thể thực hiện trực tuyến như đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế. Bên cạnh việc chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, thì trong năm 2022, việc triển khai thành công hóa đơn điện tử, ứng dụng giao dịch điện tử eTax Mobile được xem là một trong những bước đột phá giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ngành thuế. Thời gian tới thì ngành thuế tiếp tục triển khai biên lai điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Và bên cạnh đó thì ngành cũng tiếp tục có những cái trang bị thêm về cái hạ tầng công nghệ và tiếp tục triển khai các cái ứng dụng làm sao để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong quá trình mà khai thuế và nộp thuế điện tử. Và các cái ứng dụng mà ngành thuế triển khai thì đều là hướng đến cái mục tiêu là đảm bảo dễ dàng thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Chuyển đổi số ngành thuế với việc lấy người dân làm trung tâm, vì vậy kết quả đạt được trước hết là mang đến sự thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan thuế. Bên cạnh đó, chuyển đổi số cũng hỗ trợ ngành thuế trong công tác quản lý theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, đóng góp chung vào công cuộc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.